Sau khi có thông tin phản ánh về quá trình sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Đúc Gang Thép Thái Nguyên gây bụi bẩn, tiếng ồn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Hiện nay, công ty đã tạm ngừng hoạt động để thực hiện các biện pháp khắc phục nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Theo ghi nhận, tại khu vực đường giao thông và đơn vị đã được dọn dẹp, phía trong xưởng sản xuất cũng được lắp bổ sung các vách tôn nhằm hạn chế bụi bẩn và tiếng ồn phát thải ra ngoài khu vực sản xuất. Sau khi mà các cơ quan chức năng thông báo thì chúng tôi cũng là đóng cho tạm dừng sản xuất để khắc phục những cái phản ánh của người dân xung quanh. Vì thế là những khoảng mà nó phát sinh ra bụi từ mài, khí mài ra không thể có cái ồn đến các nhà xung quanh. Cái thứ hai là chúng tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ hết nhà xưởng lại để cho hoạt động sản xuất chấp hành theo cái quy định môi trường mà chúng tôi đã đăng ký từ năm 2018. Sau khi khắc phục xong thì chúng tôi cũng mong ở địa phương nhân dân xung quanh giúp đỡ ủng hộ để chúng tôi tiếp tục được sản xuất. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng của thành phố Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân phường Tích Lương cũng đã tiến hành kiểm tra các điều kiện hoạt động của đơn vị. Qua cái kết quả kiểm tra thì là công ty Đúc Gang Thái Nguyên này là hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2018. Thì cách cái khu dân cư khoảng từ 250 đến 300 mét. Thủ tục về bảo vệ môi trường thì công ty cũng đã có cái kế hoạch bảo vệ môi trường và được Sở Tài nguyên Môi trường Thái Nguyên là phê duyệt từ năm 2018 và được Sở Tài nguyên Môi trường cấp cái giấy xác nhận là bảo vệ môi trường. Hoạt động đúc gang ấy, thì là công ty không sử dụng than mà sử dụng một cái lò điện cao tần. Trong quá trình đúc sản xuất này không phát sinh ra khói, nhưng tuy nhiên là cũng có bụi. Quá trình sản xuất mà phát tán bụi là phải khắc phục. Công ty cam kết thì trong tháng 8 này công ty sẽ hoàn thiện toàn bộ các cái yêu cầu điều kiện để đảm bảo hoạt động. Cùng với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, công ty trách nhiệm hữu hạn Đúc Gang Thép Thái Nguyên cũng cần tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành các quy định đảm bảo về môi trường trong quá trình sản xuất. Từ đó, tránh để ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.